người. Tuần xưa trọng đạo không chỉ còn là vấn đề đạo đức mà còn là một truyền thống văn hóa vô cùng tốt đẹp của nhân dân ta. Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Dù ở thời đại nào, sự tồn tại của những người nhà giáo vẫn là một phần quan trọng trong xã hội. Một sự tồn tại không hào nhoáng, không đầy mãnh lực nhưng lại vô cùng cần thiết như dưỡng khí cho cuộc đời. Qua bao nhiêu năm, đưa đón bao nhiêu lớp người đến với bến bờ tri thức, thầy cô vẫn thế, vẫn ngày ngày tận tụy và thầm lặng đón đưa từng chuyến đò qua sông, không quản ngại nắng mưa sương gió. Và may mắn thay, chúng em vinh dự là những người được ngồi trên chuyến đò ấy. Còn nhớ những ngày cuối hè, khi chúng em, những học sinh mới còn biết bao non nớt và bỡ ngỡ, bước chân qua cổng trường hùng vương đáng mơ ước, nơi mà chúng em biết mình sẽ dành trọn những năm tháng tươi đẹp nhất của bản thân để không ngừng học tập và phát triển. Thầy cô đã dang rộng vòng tay chào đón, dìu dắt chúng em trưởng thành qua những bài học, những lời răn. Có lẽ khóa 15 chúng em là một trong những khóa rất đặc biệt khi đã trải qua khoảng thời gian học tập đầy biến động của dịch bệnh Covid-19, trải qua những tháng ngày mà thầy trò phải dạy học và tiếp thu kiến thức qua một chiếc màn hình. Suốt khoảng thời gian ấy, dù gặp phải nhiều hạn chế và khó khăn nhưng thầy cô vẫn luôn nỗ lực tìm hiểu và giúp học sinh thích nghi với những buổi học trực tuyến, vẫn luôn động viên, quan tâm và tận tụy với từng bài giảng để giúp chúng em tiếp thu kiến thức. May mắn rằng năm học cuối cùng chúng em đã được quay trở lại với sân trường, lớp học, bản phấn, được gặp mặt bạn bè và được trực tiếp lắng nghe lời giảng của thầy cô. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 3 năm được thầy cô che chở và dạy dỗ trôi nhanh như một cái chớp mắt. Nhưng trong khoảng thời gian ấy, chúng em đã dần trưởng thành, không chỉ trong tư duy kiến thức được thầy cô truyền dạy, mà còn trong những suy nghĩ nhờ bài học về cách làm người, nhờ những lời răn dạy, uốn nắn để chúng em trở thành những con người tử tế. Chúng em vô cùng biết ơn thầy cô vì những năm tháng không quản ngại khó khăn, hy sinh và hết mình trong việc soi đường dẫn lối cho chúng em, những con người với khát khao theo đuổi tri thức. Ngọn lửa của thầy cô không chỉ soi sáng cho chúng em khám phá những chân trời kiến thức, mà còn mang lại cho chúng em hơi ấm, cho chúng em được tỏ tường những nghĩa tình giữa người và người, những chân lý trong cuộc sống để chúng em có thể học cách trở thành những con người đứng đắn, biết cống hiến và có một lối sống cao đẹp. Để rồi ngọn lửa mà thầy cô đã trao cho chúng em ngày hôm nay sẽ được truyền lại cho các thế hệ sau đến mãi mãi, trở thành những giá trị tinh thần đẹp đẽ và vĩnh hằng. Có lẽ vì thế mà nhà văn John Steinbeck đã tin rằng dạy học có thể được ví như một bộ môn nghệ thuật vĩ đại nhất, bởi tác phẩm mà nó hướng đến chính là tâm trí và tinh thần của con người. Giờ đây, khi đứng trước ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành, những kỷ niệm, những lời dạy, những bài giảng của thầy cô lại ùa về trong em. Trong những năm tháng được thầy cô che chở và dạy dỗ ấy, không ít lần chúng em khiến thầy cô phải phiền lòng vì những hành động nông nổi, bồng bột của bản thân. Nhưng vẫn đó biết bao những kỷ niệm tràn đầy niềm vui, đầy ý nghĩa với những giọt nước mắt, những nụ cười tươi tắn khi chúng em có được sự đồng hành, sự ủng hộ. Sự ủng hộ của thầy cô trong suốt quá trình trưởng thành của mình. Mai đây, khi rời xa mái trường, lòng biết ơn cùng những kỷ niệm ấy và buổi lễ tri ân đánh dấu sự trưởng thành ngày hôm nay sẽ là một viên pha lê ký ức đáng trân trọng, mãi mãi tỏa sáng trong trái tim mỗi học sinh chúng em. Ngày hôm nay, em vô cùng xúc động và vinh dự khi được đại diện khối 12 để bày tỏ lòng biết ơn của mình đến với quý thầy cô giáo. Những lời tri ân luôn là những lời khó nói ra, và chứa đựng trong đó là tình cảm, là sự biết ơn không thể đong đếm diễn tả hết thành lời của chúng em, dành cho những người đưa đò đáng kính với công lao to lớn không bút mực nào tả xiết. Cảm ơn thầy cô, những người đã soi sáng con đường tri thức và nuôi dưỡng tâm hồn chúng em từng ngày bằng cả khối óc và trái tim. Cảm ơn thầy cô vì đã bao dung cho những lỗi lầm, những bồng bột của tuổi trẻ ngây dại, non nớt. Cảm ơn thầy cô vì đã trở thành những người cha, người mẹ luôn săn sóc, nâng đỡ, ủng hộ và khuyên răn, dạy bảo tận tình để chúng em luôn cảm nhận được sự quan tâm ấm áp nơi trường học, ngôi nhà thứ hai của chúng em.